Trong hơn 1 tháng qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra những vụ tấn công người đi đường bằng vật nhọn, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2019, trên địa bàn quận 5, 10 người dân đang lưu thông trên đường bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công đã phải đến thăm khám, xét nghiệm và điều trị dự phòng HIV tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Khi cộng đồng còn chưa hết hoang mang sau vụ tấn công hàng loạt kể trên, thì ngày 4 tháng 5 lại có thêm một nạn nhân khác gặp tình huống tương tự. Nạn nhân lần này là cô gái 23 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương, bị hai thanh niên lạ mặt chạy xe gắn máy cùng chiều, dùng vật sắc nhọn sượt vào cánh tay phải rồi rồ ga bỏ chạy. Các vụ tấn công trên không chỉ gây tâm lý hoang sợ cho người bị nạn, mà còn khiến cộng đồng hoang mang lo lắng trước mối đe dọa bị tấn công bất kỳ lúc nào khi đi ngoài đường, dẫn tới nguy cơ mắc phải các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có HIV. Phơi nhiễm HIV là một tình trạng rất hay gặp trong cuộc sống thường ngày. Thống kê của Cục Phòng chống HIVS, các nguyên nhân phơi nhiễm HIV là do quan hệ tình dục không an toàn chiếm tỷ lệ 39%, do dẫn phải kim tiêm 34%, tai nạn nghề nghiệp 26%, đã thương 1%. Quá hoảng loạn và thiếu kiến thức xử lý nên đã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trang bị các kiến thức để xử lý trong trường hợp nếu không may gặp phải là rất cần thiết. Thưa quý vị, dự phòng trước phơi nhiễm HIV hiện là một chiến lược mới trong phòng chống HIVS của Bộ Y tế. Và trong một thầy thuốc của bạn kỳ này, bác sĩ Bùi Văn Doanh, trưởng khoa quản lý điều trị Trung tâm phòng chống HIVS tỉnh sẽ hướng dẫn cách xử trí với trường hợp sau khi phơi nhiễm HIV và các biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm. Xin được chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào MC Thủy Tiên. Và xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình của Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa bác sĩ, thế nào là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ạ? Chúng ta phải hiểu thêm các cái khái niệm thế nào là trước phơi nhiễm và thế nào là phơi nhiễm. Dạ. Thứ nhất, về khái niệm trước phơi nhiễm, tức là người ta sử dụng cái thuốc ARV để cho cái người mà không bị nhiễm HIV mà chuẩn bị có tiếp xúc với lại cái người bị nhiễm HIV, nó gọi là trước phơi nhiễm. Thế còn cái khái niệm là phơi nhiễm, tức là người ta đã tiếp xúc với lại cái người bị nhiễm HIV rồi, thì lúc đó người ta mới được uống thuốc ARV, thì ta gọi là phơi nhiễm. Và cái trước phơi nhiễm thì bây giờ đã là một cái hoạt động rất là mới đối với quốc gia cũng như đối với tỉnh, cũng là chỉ là mới làm thí điểm một số tỉnh thôi. Thì dự kiến trong cái năm 2019 này đấy, thì Bà Rịa Vũng Tàu cũng triển khai thí điểm ở một đơn vị trong tỉnh về cái triển khai trước phơi nhiễm, và chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ triển khai thí điểm ở thành phố Vũng Tàu. Dạ thưa bác sĩ, virus HIV thì có thể sống sót trong môi trường bao lâu và khả năng lây virus HIV trong môi trường có cao hay không ạ? Nói về cái virus HIV đấy, thì nó là một loại virus mà nó rất nhạy cảm với lại cái nhiệt độ cao. Ví dụ như là người ta sẽ làm một cái thí nghiệm mà virus HIV nó có thể bị tiêu diệt ở cái nhiệt độ 60 độ C. Còn nếu như mà cái máu của người nhiễm HIV đấy mà rơi vãi ra ngoài môi trường mà gặp những cái thời tiết mà nắng nóng như thế này đấy, thì nó có thể sống được, tồn tại được 30 phút. Yeah. Thế còn mà virus HIV thì nó lại là có thể sống lâu hơn ở các cái môi trường ẩm ướt và nhiệt độ lạnh. Ví dụ như là nó có thể sống được ở cái nhiệt độ ẩm ướt, có thể sống được 48 giờ mà đến 1 tuần. Và như vậy nếu như mà cái bơm kim tiêm của người nghiện chích ma túy mà lại có HIV nữa mà vứt ra ngoài đường kia và gặp vào những cái thời tiết nó lạnh, thì có thể là người ta rất dễ bị lây nhiễm bởi cái kim tiêm đó. Nguy cơ nhiễm HIV thực sự của những người bị phơi nhiễm HIV là như thế nào ạ? Cái tỷ lệ mà lây truyền HIV thì cũng thấp chứ không cao. Tôi nói ví dụ như là một cái kim tiêm mà có của người nhiễm HIV đó mà không may mà xây sát vào cái da của ta này thì đâm, coi như ta bị đâm kim đi. Yeah. Thì cái tỷ lệ lây nhiễm đó nó có thể là chỉ là cái 0,3%. Yeah. Và nó sẽ thấp nhiều so với lại lây truyền của cái viêm gan B và viêm gan C. Vậy thì trong trường hợp nếu như mà bị phơi nhiễm HIV thì chúng ta nên xử lý như thế nào ạ? Thì hiện nay chúng ta sẽ xử lý theo cái quy trình mà Bộ Y tế đã ban hành. Tức là sau khi mà tiếp xúc với cái nguồn lây rồi thì lúc đó người ta mới sử dụng cái thuốc ARV để dự phòng lây nhiễm cho cái người tiếp xúc đó. Thì cái thời gian mà chúng ta sử dụng thuốc ARV tốt nhất, người ta gọi là thời gian vàng đấy, là tốt nhất là trong vòng 6 tiếng sau khi mà tiếp xúc với lại cái nguồn lây đó. Và tối đa là trong vòng không quá 72 giờ là sẽ có hiệu quả. Còn sau 72 giờ thì uống thuốc ARV là cũng không có hiệu quả nữa. Thưa bác sĩ, giả sử chúng ta dẫm phải kim tiêm và nghi là có nhiễm máu của người nhiễm HIV, thì trước khi đến với các trung tâm y tế thì chúng ta nên làm gì ạ? Ở đây một cái trường hợp này là cũng thường xuyên xảy ra ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đầu tiên chúng ta phải xác định xem là cái kim tiêm đó còn mới hay là đã cũ rồi, đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta phải đem cả cái kim tiêm đó đến cơ sở y tế, mà cụ thể là đến các cái cơ sở điều trị HIV hoặc là đến các cái phòng tư vấn xét nghiệm HIV để chúng ta được tư vấn và được hướng dẫn. Và đặc biệt nữa, liên quan đến vấn đề mà phải sử dụng thuốc ARV cho những cái trường hợp mà phơi nhiễm như bạn vừa nêu đấy, thì chúng tôi sẽ có ở tất cả các cơ sở điều trị HIV đã được triển khai và có thuốc. Như vậy thì đối tượng nào thì nên là đi kiểm tra cái HIV định kỳ thưa bác sĩ? Cái việc mà xét nghiệm HIV định kỳ đấy thì hiện tại chúng ta sẽ tập trung nhiều vào các cái nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Tôi nói ví dụ như là người nghiện trích ma túy này, phụ nữ bán dâm này, rồi đến nam quan hệ tình dục đồng giới này. Và ngoài ra thì một số cái chương trình họ cũng yêu cầu, ví dụ là có tiếp xúc thường xuyên với người bị nhiễm HIV. Tôi nói ví dụ như cán bộ y tế chúng tôi là những người cũng cần phải đi kiểm tra HIV định kỳ. Bác sĩ có đánh giá như thế nào về sự kỳ thị của cộng đồng đối với những người nhiễm HIV, và vì sao vẫn còn sự kỳ thị này? Rồi bác sĩ có lời khuyên gì đối với cộng đồng xung quanh người nhiễm HIV ạ? Nói về cái kỳ thị với người bị nhiễm HIV thì đến thời điểm này thì vẫn còn xảy ra ở tại chính bản thân người bị nhiễm HIV, nó gọi là tự kỳ thị. Thế còn là tại cộng đồng thì người ta cũng vẫn còn kỳ thị với người nhiễm HIV. Đấy là thực tế diễn ra ở không những Bà Rịa Vũng Tàu mà nói chung là vẫn còn vấn đề kỳ thị đó. Để cái vấn đề kỳ thị mà nó kéo dài như thế thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân của nó. Tôi nói ví dụ như là ngay từ ban đầu chúng ta phát hiện ra HIV, họ coi đó là những cái gì đó bệnh rất là nặng nề. Tôi nói ví dụ như ngày trước ấy, có những cái hình vẽ đầu lâu xương chéo này, là rất là ghê gớm. Đấy. Và chính từ những cái nhận thức đó của cộng đồng về vấn đề rất ghê gớm trong HIV, và nó là một trong những nguyên nhân mà làm cho cái người ta vẫn còn có kỳ thị. Đặc biệt nữa, về tầm vĩ mô của quản lý nhà nước thì mình lại có một cái bộ luật phòng chống HIV. Tuy rằng nó chỉ là một cái bệnh thôi, mà nó lại có một cái bộ luật. Đó là những cái mà làm cho nhận thức của cộng đồng luôn luôn cảm thấy sợ về cái HIV. Đấy. Thế còn theo tôi ấy, thì cũng như là các đánh giá chung thì chúng ta nên gọi là bình thường hóa vấn đề nhiễm HIV, coi cái người bị nhiễm HIV như là một cái bệnh truyền nhiễm. Mà đã là bệnh truyền nhiễm thì anh phải có các cái biện pháp để dự phòng. Thế còn đã bị nhiễm HIV rồi, anh đưa vào điều trị thì anh coi như đó là một cái bệnh điều trị bệnh truyền nhiễm mãn tính, cũng như là bệnh tăng huyết áp, cũng như là cái bệnh đái tháo đường, là hàng ngày bệnh nhân cũng phải sử dụng thuốc uống đều đặn như thế. Và cái người bị nhiễm HIV đã đưa vào điều trị thì anh cũng phải uống thuốc đều đặn hàng ngày như thế. Thì chúng ta phải bình thường hóa như thế. Và có làm được những cái việc như thế thì vấn đề nhận thức cộng đồng bản thân người nhiễm HIV thì nó sẽ giảm đi dần cái tự kỳ thị, và góp phần cho cái việc mà giảm cái kỳ thị cho người nhiễm HIV. Xin được cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã vừa chia sẻ ạ. Tình trạng phơi nhiễm HIV rất dễ gặp phải trong cuộc sống, điển hình như các trường hợp sau: bị đâm vào kim tiêm, các vật nhọn, mảnh chai, mảnh sành, dính máu, hoặc dịch không rõ nguồn gốc có khả năng là dính máu và dịch của người nhiễm HIV. Sử dụng chung bơm kim tiêm với người có mắc HIV mà không hay biết. Có dùng da bị thương tiếp xúc với máu hoặc dịch của những người nhiễm HIV qua tiếp xúc tay, chân hoặc cơ thể do dùng chung đồ dùng sinh hoạt. Tổn thương qua da do các ống đựng máu hoặc chất dịch của người nhiễm HIV bị dở đâm vào. Thông thường khi bị đâm bởi vật nhọn nghi có dính máu của người nhiễm HIV, các nạn nhân có tâm lý sợ hãi nên cố gắng nặn máu ra càng nhiều càng tốt. Cách xử trí này hoàn toàn sai. Việc nắn bóp vết đâm vô tình tạo ra thêm những tổn thương viêm, làm tăng khả năng virus xâm nhập vào cơ thể. Khi bị kim tiêm đâm, cần bình tĩnh xử lý theo những bước sau. 1. Nhanh chóng lấy các dụng cụ sắc nhọn gây tổn thương, chảy máu ra khỏi cơ thể nếu có. 2. Rửa ngay vết thương dưới vòi nước, tránh cầm máu hoặc bịt chặt vết thương ngay mà để vết thương tự chảy trong thời gian ngắn, không nặn bóp vết thương. 3. Sau đó rửa kỹ lại vết thương bằng xà phòng và nước sạch. 4. Cần điều trị phơi nhiễm HIV ngay. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV hiệu quả bảo vệ rất cao, lên đến 90 đến 95% trong vài giờ đầu và duy trì trong khoảng 72 giờ tính từ thời điểm phơi nhiễm. Thưa quý vị, trước kia HIV được coi là căn bệnh đáng sợ, vô phương cứu chữa, gieo rắc cái chết cho những người xung quanh. Nhưng hiện nay đây được coi là bệnh mãn tính cần dùng thuốc điều trị suốt đời. Người nhiễm HIV cần có chế độ ăn uống cân bằng để tăng cường hệ miễn dịch và đảm bảo các cơ quan trong cơ thể hoạt động ổn định. Sau đây là những lưu ý về dinh dưỡng cho người bị nhiễm HIV. Chế độ ăn uống lành mạnh cho người bị nhiễm HIV. Trái cây. Trong các bữa ăn hàng ngày, nên ăn nhiều trái cây hoặc uống nước ép trái cây. Điều này sẽ không chỉ làm thỏa mãn cơn đói mà còn có tác dụng như một món khai vị cho bữa ăn của bạn. Trái cây tươi giàu vitamin và chất dinh dưỡng sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Thực phẩm có chứa carbohydrate. HIV thường có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và làm cho người mắc bệnh yếu đi. Bạn nên ăn nhiều thực phẩm làm giàu carbohydrate, giúp duy trì năng lượng cho cơ thể. Bạn có thể ăn bánh mì, sắn, ngũ cốc, chuối xanh, kê, ngô, khoai tây, mì ống, gạo. Ăn nhiều rau. Rau có hàm lượng chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh để bảo vệ hệ thống miễn dịch. Cơ thể của người HIV dương tính thường không chống được bệnh tật và thường có xu hướng mắc bệnh khá thường xuyên. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều rau trong một ngày, như các loại rau xanh lá, hoa quả khô, các loại hạt, đậu nành. Vì đây là những nguồn cung cấp canxi và sắt. Các sản phẩm sữa. Bạn nên bổ sung các sản phẩm sữa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, đặc biệt là những sản phẩm giúp tăng cường vitamin, khoáng chất và hàm lượng canxi. Bạn có thể dùng sữa format, sữa chua hoặc các lựa chọn khác như đậu nành, các loại hạt, gạo, yến mạch và dừa. Thực phẩm giàu đạm như trứng và thịt nạc. Ăn nhiều thức ăn giàu protein như trứng và thịt nạc để có thêm nhiều chất đạm. Một người đàn ông bị nhiễm HIV cần 100 đến 150 gram protein mỗi ngày, trong khi một phụ nữ cần 80 đến 100 gram. Đường và chất béo lành mạnh. Dầu ăn và bơ thực vật rất giàu axit béo omega 3 và đây là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin A, D, E và K. Chất béo lành mạnh có trong các loại hạt, bơ, dầu ô liu, dầu thực vật và dầu cá. Chất béo từ thịt, phô mai và bơ có thể làm tăng mức cholesterol. Ngoài tất cả những điều này, duy trì vệ sinh tốt, rửa tay trước và sau khi ăn, uống nhiều nước và giữ cho cơ thể được giữ nước suốt cả ngày. Nước là một nguồn tốt để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể và bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn. Hy vọng những thông tin mà chương trình vừa cung cấp sẽ giúp những ai bị nhiễm HIV có những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút, Chủ nhật, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Mời quý vị đón theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ www.brt.vn hoặc kênh YouTube BRT Go. Thân ái chào tạm biệt.